Đây là bộ phim về nội dung tự lực cánh sinh nhất mà tôi từng xem. Một con gấu mẹ nặng 600kg điên cuồng tấn công người thợ săn. Anh ta hoàn toàn không có cơ hội phản ứng. Con gấu há to cái miệng của mình ra, điên cuồng cắn xé thân thể của Glass. Nó còn dùng móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng xé quần áo anh ta. Đau thấu tận trời xanh, Glass không thể không giả chết, anh ta không dám hít thở. Chỉ suýt một chút nữa thôi, nó đã giẫm nát đầu của anh ấy. Sau khi ấn xuống thân thể thợ săn vài cái, liền quay người bỏ đi. Glass cố nén cơn đau của mình và quay đầu nhìn lại, thì thấy có hai con gấu nhỏ ở phía xa. Lúc này thì anh ta đã biết tại sao con gấu lại tấn công mình. Glass cố gắng di chuyển đến cầm lấy cây súng của mình, giơ súng lên ngắm thẳng về phía đàn gấu, chuẩn bị nghênh chiến cuộc chiến tiếp theo. Vào lúc con gấu đen đang từ từ tiến lên bên người Glass, anh ta đã nhanh tay nổ súng, bắn trúng vào mắt của nó, con gấu lại một lần nữa nổi điên. Nó liên tục cắn xé trên thân thể người thợ săn, anh ta không thể không giả chết một lần nữa. Con gấu đen dùng sức lật người Glass lại, sau khi chắn chắn anh ta đã chết mới bỏ đi. Glass hiện tại chỉ còn sót lại chút hơi tàn. Con gấu đang ở phía sau thấy anh ta động đậy, liền một lần nữa tấn công. Một người một gấu lao vào đánh nhau kịch liệt, sau đó cả hai rơi xuống vách núi gần đó. Một con gấu nặng 600kg đã đè thẳng lên người anh ta. Nếu như không chết, chắn chắn cũng bị thương không nhẹ. Lúc này đồng đội của Glass chạy đến, nhìn thấy cả người của Glass đều là vết thương, sâu thấy xương cốt. Đám người này tiến sâu vào khu rừng chỉ vì muốn lấy được những bộ lông thú quý hiếm, nhưng lại đi nhầm vào lãnh thổ của người bản địa, vì thế đã bị họ truy sát. Sau khi băng bó vết thương, bọn họ chắn chắn rằng Glass sẽ không sống qua nổi một tuần. Bốn người hợp sức lại khiêng anh ta trên cái cáng, cùng nhau vượt qua sông băng, băng qua rừng rậm. Sau khi đến một ngọn núi tuyết, mọi người đã bỏ cuộc. Việc phải khiêng Glass đã khiến mọi người nghi ngờ và đố kỵ, bọn họ muốn bỏ mặt anh ta ở nơi này. Tất cả mọi người đã bị anh ta hành mệt đến nỗi chết đi sống lại. Đội trưởng quyết định sẽ giải quyết Glass lại nơi đây, nhưng con trai của Glass kiên quyết không đồng ý, vì thế đã bị vô tình kéo sang chỗ khác. Đội trưởng dùng khăn che mắt của Glass lại. Dưới sự quan sát của mọi người, anh ta không thể ra tay bóp cò, vì thế quyết định sẽ để hai người ở lại chăm sóc Glass đến chết rồi chôn cất anh ta. Sau đó mỗi người sẽ nhận được $70. Fitzgerald liền mở miệng nói, $70 là quá ít, anh ta muốn nhận $100. Có như thế mới bù đắp lại số lông thú đã bỏ qua. Đội trưởng cuối cùng ra giá $300 để ba người ở lại. Bọn họ yên tĩnh ngồi đợi Glass dần dần chết đi. Đến mồ chôn Glass, bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian mới đó đã trôi đến ngày thứ ba. Hắn ta tại sao vẫn chưa chết chứ? Fitzgerald không thể chờ đợi thêm được nữa. Nhân lúc những người khác đi tìm thức ăn, hắn đã tiến lại kế bên Glass. Mày hãy mau chóng chết đi. Tao sẽ dẫn con trai mày ra khỏi nơi này một cách an toàn. Nếu như con trai mày bị bọn người Arikara tìm thấy thì chắc chắn sẽ chết. Mày chỉ cần chớp mắt có nghĩa là mày đồng ý với tao. Glass do dự chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn chớp mắt. Fitzgerald liền lấy khăn nhét vào mũi và miệng của Glass. Chỉ còn một tí nữa Glass sẽ chết. Vào thời khắc nguy hiểm, con trai của Glass đã trở về, tận mắt chứng kiến Fitzgerald muốn giết bố mình. Đã đá hắn một phát, khiến Fitzgerald ngã lăn ra đất, sau đó chĩa súng vào hắn ta, liền hét lớn lên gọi Grazer đến, sau đó giật lấy cây súng săn. Sau đó nói rằng, bố mày đã đồng ý cho tao giết chết ông ta. Trong tình thế cấp bách, bản tính hung ác của Fitzgerald đã trỗi dậy, dùng dao dâm chết con trai của Glass. Glass tận mắt chứng kiến cả quá trình con trai mình chết. Chập tối, Grazer đi kiếm thức ăn đã trở về, chỉ nhìn thấy Glass và Fitzgerald chứ không thấy người anh em của mình. Glass muốn nói điều gì đó nhưng không thể mở miệng. Sáng sớm ngày hôm sau, Fitzgerald đã tiến đến bịt miệng Grazer, nói với hắn ta rằng bộ lạc Arikara kéo đến hơn 20 người, hiện tại đã đến bờ sông. Bọn họ bắt buộc phải bỏ Glass lại, nếu không tất cả mọi người sẽ chết. Thế là hai người cùng nhau hợp lực kéo Glass lại cái hố đã được đào từ trước. Sau đó, Fitzgerald quay người rời đi. Grazer đã nói xin lỗi Glass vì hành động hèn nhát của mình. Anh ta còn để lại một bình nước cho Glass, sau đó xoay người đi về hướng của Fitzgerald. Lần nữa tỉnh lại, thời gian có lẽ đã trôi qua được 4 giờ đồng hồ. Glass cố gắng xoay chuyển thân mình, dùng hết mọi sức lực bò ra cái hố. Mỗi lần chuyển người được 20cm, ông ta cần phải dừng lại 5 phút để nghỉ lấy sức. Cứ như thế, từng bước một, Glass cố gắng bò về phía con trai của mình. 2 giờ đồng hồ sau, ông ta đã có thể bò đến bên cạnh thi thể con trai mình. Sau một tiếng đồng hồ hôn mê, Glass một lần nữa tỉnh lại. Toàn thân hiện tại đã bị đông cứng như đá. Glass cố gắng bò đến chiếc túi còn sót lại, lấy một ít vật phẩm, khoác lên người chiếc áo lông chồn, tiếp tục bò thẳng về phía trước. Giữa đường, Glass gặp được đống thức ăn thừa từ đêm qua. Ông ta dùng sức bẻ xương sườn, sau đó ăn phần tủy bên trong. Ông ta chấp nhận ăn mọi thứ để sống. Đồng thời vào lúc này, người Arikara đã đến chỗ dừng chân lúc trước của Glass, phát hiện ra cái hố mà bọn họ đã đào vào một đoạn cơ thể.
Chiều hôm đó, Glass đã bò được đến bên bờ sông. Trong lúc uống nước, nước lại trào ra từ vết thương ở cổ họng. Ông ta lấy thuốc nổ trong viên đạn bôi lên vết thương, sau đó đốt cổ họng mình. Như thế vết thương sẽ mau hồi phục hơn. Glass đau đến nỗi đã ngã ra đất ngất xỉu. Lần tỉnh dậy tiếp theo của Glass đã là chập tối, ông ta đã bắt một con chim ăn sống. Ngày hôm sau, với tinh thần chiến đấu ngoan cường và tâm lý báo thù, Glass đã thử gượng người đứng dậy. Nhưng kết quả lại khiến ông ấy thất vọng. Glass đã đi hái các loại thảo dược gần đó ăn để bổ sung thể lực. Nhìn thấy phía con sông có vài con hươu nhỏ, ông đã cầm khúc cây gần đó lên, đứng vào tư thế như ngắm bắn thật sự. Bằng, một phát chết tươi. Vào lúc Glass đang khắc tên của Fitzgerald lên tảng đá, đã nghe thấy tiếng của người bộ tộc Arikara, họ đang ở trong một hang động gần đây. Ông ta liền căng thẳng, lập tức bò lùi về phía sau. Sau khi tiến vào dòng nước lạnh băng, cũng không ngừng. Trong lúc Glass đang nấp trong một góc, lại nghe thấy tiếng người ở phía trên. Chính vào lúc này, người Arikara đã thấy cái tên mà ông ta khắc lên đá, đồng thời cũng phát hiện ra Glass. Ông ta lập tức xoay người tiến vào dòng sông băng. Người Arikara bắt đầu phóng tiễn. Ông ta lặn xuống phía dưới, một con sóng đã cuốn ông ấy đi thật xa. Cho đến khi ngoi lên, trước mặt Glass là một cái thác nước. Ông ta bị rơi xuống phía dưới, liền liều mạng vùng vẫy. Nhưng không ngờ vẫn bị con sóng cuốn đi. Với kinh nghiệm phong phú nhiều năm nay, ông ta cố gắng hít thở. Glass dùng sức ngoi lên mặt nước, bắt lấy khúc cây đang trôi. Đây chính là cơ hội sống sót duy nhất của Glass. Một tiếng đồng hồ sau, ông ta đã đến bên bờ biển. Bắt đầu cởi bỏ tất cả y phục của mình ra. Tay của anh ta hiện tại đã đông thành đá rồi. Sau khi nhóm lửa, ông bắt đầu kiểm tra vết thương của mình. Hiện tại đã bị nhiễm trùng rất nặng. Ông ta cầm theo khúc cây, sau đó tiến về phía con sông gần đó. Sau khi bắt được vài con cá, Glass liền há to miệng mình ra ăn sống. Sau đó khoác áo lông gấu lên, tiếp tục tiến về phía trước. Khi lên đến đỉnh núi, Glass nhìn cảnh vật trước mắt mình liền tuyệt vọng. Một đàn sói hiện tại đang tấn công vào đàn bò để kiếm thức ăn. Sau đó, ông ta tự trấn tĩnh bản thân. Sói là loài động vật hoạt động bầy đàn, chắc có lẽ nó sẽ không tấn công mình. Đêm muộn, Glass bị tiếng tí tách của ngọn lửa lay tỉnh. Ông ta liền đi đến xem thử, thì thấy nhóm người Arikara đang xua đuổi bầy sói. Đồng thời lúc đó họ đang làm thịt một con bò. Glass tiến về phía trước, quỳ rạp xuống đất. Người Arikara cũng phát hiện ra Glass. Ông ta nằm rạp xuống đất, từ từ bò về phía bên đó. Người Arikara thấy Glass không có hành động nguy hiểm, liền buông cung tên xuống. Hắn ta tội nghiệp Glass, còn cho ông ta một miếng gan bò. Đây là lần đầu tiên Glass ăn gan sống, nên không nuốt nổi. Hai người cứ thế mà ngồi ăn thịt cùng nhau. Đến sáng hôm sau, Pony kéo quần áo của Glass xuống, nhìn xem vết thương của ông ta. Glass bật người ngồi dậy, liên tục nói xin lỗi. Pony thấy trên người Glass có lông gấu, vì thế Glass liền đem một chiếc móng gấu ra tặng hắn ta. Hai người đã tín nhiệm nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Pony còn giúp Glass tìm thuốc trị thương. Nhưng ông trời lúc nào cũng biết làm khó con người. Hai người gặp phải một trận bão tuyết. Glass rơi vào trạng thái hôn mê, Pony thấy thế liền nhặt cây gỗ về nhóm lửa. Ông ta còn ra xuống chặt cây rừng, trong vòng 1 giờ đồng hồ, đã dựng được một cái liều đơn giản tránh bão tuyết cho Glass. Sau đó lại tiếp tục bôi thuốc cho Glass. Pony còn đặt một hòn đá lớn đã được làm nóng bên cạnh Glass. Sau khi tỉnh lại, trận bão tuyết đã đi qua rồi. Glass đi ra khỏi lều, mặc quần áo của mình vào. Ông ta thấy Pony có để lại cho mình một cái đùi bò, liền vô cùng cảm kích. Glass lại một lần nữa tiến bước lên con đường về nhà. Nhưng vừa đi được vài bước, Glass nhìn thấy trên cái cây ở gần đó, Pony đã bị người khác giết hại, sau đó treo trên nhánh cây. Ngoài ra còn có người lưu lại một câu, chúng ta đều là kẻ điên. Glass nhìn thấy ở phía xa có một nhóm người, bọn họ đang dựng trại. Glass hiện giờ vẫn chưa dám đem Pony đặt xuống. Ông ta im một chỗ, đợi đến khi bầu trời tối xuống. Glass lén lại chỗ thẳng ngựa của bọn người đó, buộc lên ngựa áo lông gấu và cái đùi bò. Sau đó nổ súng tấn công đám người kia. Lúc này, Glass còn ra tay cứu một cô gái. Tất cả những con ngựa đều đã được tháo dây chạy mất. Nhóm người đó không có ngựa, nên không thể đuổi theo kịp ông ta. Lúc tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau, có một mũi tên suýt chút nữa bắn trúng đầu của Glass. Một đám người mặc đồ đen chạy đến. Glass liền xoay người nhảy lên lưng ngựa, cưỡi ngựa chạy trốn. Đám người Arikara không có súng, họ chỉ dùng cung tên. Glass dùng cả sinh mạng mình để chạy trốn, nào ngờ lại bị rơi xuống vực. Một lần nữa tỉnh lại, bản thân Glass không dám tin vào hiện tại, tin rằng bản thân mình vẫn còn sống. Con ngựa của ông ta vì bị thương quá nặng nên đã hy sinh. Trận bão tuyết lại đến một lần nữa. Glass chỉ có thể lôi hết toàn bộ nội tạng của con ngựa trắng ra. Sau đó cởi hết quần áo, nằm vào trong bụng ngựa. Với kinh nghiệm phong phú nhiều năm, ông ta biết rằng chỉ có làm như thế này thì ông ta mới có khả năng sống sót. 4 giờ đồng hồ trôi qua, Glass thật sự có thể sống sót qua trận bão tuyết. Ông ta mặc lại quần áo, tiếp tục đi về phía trước. Một đêm rồi lại một đêm. Ý niệm báo thù trong lòng của Glass đã khiến ông quên đi đau khổ của hiện tại. Mỗi lần chìm vào giấc ngủ, bản thân ông ta cũng không biết được là mình có thể tỉnh lại hay không. Vào lúc đó, có một người đàn ông lang thang đi đến nơi bộ lạc của Glass đang đóng quân. Hắn ta muốn xin một chút thức ăn để lót bụng. Đội trưởng yêu cầu hắn phải lấy một vật phẩm có giá trị ra để trao đổi. Người đàn ông này chính là thành viên của nhóm người mà Glass đã trộm ngựa. Cái bình nước ông ta lấy ra trao đổi chính là bình nước của Glass. Fitzgerald và những người trong lều lúc này đều nhìn thấy.
Đội trưởng thấy thế liền cùng với 15 người đi về phía ngọn núi để tìm kiếm Glass. Fitzgerald lúc này cầm bình nước lên, rất rõ ràng, hắn ta có tật giật mình. Trong mắt hiện lên vẻ lãnh khốc vô tình. Hai ngày sau, nhóm người của đội trưởng đi theo con đường đã được đánh dấu sẵn. Bọn họ đã tìm thấy được Glass. Khi Fraser nhìn thấy Glass, cả người ngây ra vì bị dọa sợ. Có hàng ngàn suy nghĩ đang chạy trong đầu anh ta. Glass đến cuối cùng đã làm cách nào để sống lại? Đội trưởng sau khi tìm thấy Glass liền quay trở về bộ lạc. Anh ta tìm kiếm Fitzgerald ở khắp mọi nơi. Khi vào đến phòng của mình, Henry phát hiện tủ tiền của mình đã bị phá. Tất cả tiền trong tủ đều bị người khác trộm mất. Henry bắt đầu phát điên, sau đó trút giận lên người của Fraser. Glass nhìn thấy cảnh này cũng không mở miệng can ngăn. Lúc Glass và Henry ngồi xuống nói chuyện, ông ta mới kể hết tất cả mọi chuyện cho Henry nghe. Sau khi nghe xong, họ không chậm trễ một phút nào. Glass ra ngoài vệ sinh cơ thể mình xong liền cùng Henry lên đường. Mục tiêu của Glass chính là báo thù, mục tiêu của Henry đó chính là lấy lại số tiền đã bị trộm. Bọn họ lại một lần nữa tiến vào núi tuyết. Tại đây, họ đã chia thành hai hướng để đi tìm Fitzgerald. Tôi không thể hiểu được tại sao bọn họ lại không đem theo vài người chứ. Dựa vào hướng đi của Henry, anh ta đã tìm được Fitzgerald. Chưa kịp rút súng ra đã bị Fitzgerald bắn chết. Glass sau khi nghe tiếng súng liền thúc ngựa chạy về hướng của Henry. Sau đó, ông ta đã tìm thấy thi thể của đội trưởng. Glass đúng là dự đoán không sai, Fitzgerald thật sự đã bị hoảng sợ. Hắn ta không còn nơi nào để đi, chỉ có thể trốn ở nơi này đợi bọn họ. Da đầu của Henry đã bị Fitzgerald lột sạch sẽ. Đây chính là biểu hiện của sự hoảng sợ, đồng thời hắn ta muốn hâm dọa Glass. Chính vào lúc này, tuyết bắt đầu đổ từng trận lớn. Glass lúc này chặt xuống một nhánh cây, mang theo thi thể của Henry tiếp tục lên đường tìm Fitzgerald. Ở phía xa có một khẩu súng săn ngoi ra từ ngọn núi. Hắn ta nhắm ngay đầu của Glass mà bắn. Fitzgerald đi đến lật chiếc áo khoác lông lên xem, thì phát hiện bên dưới đó là một khúc cây lớn. Nhân lúc này, Glass đang nằm trên lưng ngựa liền nhắm vào Fitzgerald nổ súng. Hắn ta liền xoay người bỏ chạy, Glass không ngừng đuổi theo phía sau. Hai người không cẩn thận đã rơi xuống vách núi gần đó. Sau cú ngã, hai người rơi vào trạng thái thất thần. Mặc dù đứng không vững, nhưng Glass vẫn sống chết đuổi theo Fitzgerald. Rõ ràng, Fitzgerald hiện tại đã sợ xanh mặt. Hắn ta biết rõ mình chỉ có con đường chết. Một trận đấu kịch liệt đã diễn ra. Glass dùng dao đâm một nhát thật sâu vào đùi đối phương. Cùng lúc đó, hai người thấy một nhóm người của bộ lạc Arikara đang đi đến. Glass liền đẩy Fitzgerald xuống dòng sông để hắn rơi vào tay của bọn người đó. Nhóm người Arikara đã tóm được Fitzgerald. Lúc này có một tiếng hét thấu tận trời xanh rơi vào tai của Glass. Nhóm người bốn mắt nhìn nhau, Glass cho rằng chuyến này mình chết chắc rồi. Nhóm người Arikara băng qua dòng sông, sau đó đi ngang qua nơi Glass đang trốn, quay đầu lại nhìn rồi bỏ đi. Hóa ra, cô gái mà Glass đã cứu lúc trước chính là con gái của bọn họ. Vào lúc này, Glass đã buông bỏ sự ám ảnh trong lòng của mình xuống, chuẩn bị ở tại nơi này để chờ tử thần đến đón mình đi. Lúc này, Glass đã sinh ra ảo giác. Anh nhìn thấy người vợ của mình vẫn còn sống, cô ta đang đứng trước mắt Glass. Nhưng sau đó, cô ta lại từ từ xoay người tiến vào trong rừng sâu. Bộ phim này đã truyền tải một thông điệp. Lòng thù hận có thể cứu sống một người đang trên bờ vực tử vong. Nó giúp ta có thể hoàn thành tất cả những mục tiêu đã đặt ra để trả thù. Tiền đề là bạn bắt buộc phải có một thể chất và một tinh thần mạnh mẽ.